Hello, kính thưa tất cả các cô chú bác, các anh chị, các bạn, các em thân mến nha. Hôm nay mọi người có khỏe hay là không? Hôm nay Quốc Võ sẽ làm một cái đề tài rất là đặc biệt mà ít có ai làm. Đó là đi review những cái hãng xe hơi. Tại vì Quốc Võ vừa mới đọc một cái tờ báo đăng là tại sao ở Mỹ giàu như vậy mà lại đi xe không có, không phải là siêu xe, không phải là xe xịn, mà xe toàn là xe thường thôi. Đó, thì hôm nay mình sẽ phân tích cái đề tài này, một trong những cái đề tài rất là độc đáo, rất là đề tài rất là hay. Tại sao người dân ở Mỹ họ làm trung bình, theo như thống kê đó là cái mức lương trung bình của mỗi công dân tại Mỹ đó, thì hàng năm như vậy đó, mức lương trung bình là 50.000 đô la, tức là cái doanh thu trung bình của mỗi người ấy, tính trung bình nha các bạn. Tại vì có người thì thấp hơn, có người thì cao hơn. Cho nên là mình cho một con số lớn, tức là trung bình thôi, là 50.000 đô la trên một năm cho mỗi đầu người. Thì như vậy, với một cái mức lương cao như vậy mà tại sao lại là họ không có đi những chiếc siêu xe, ai cũng phải sắm xe xịn nó mà đi cho nó đã chứ, tại sao lại họ mua xe thường thôi, chỉ có một số thành phần nào đó mua xe xịn thôi, thì tại sao, đó là lý do tại sao. Thì hôm nay Quốc Võ sẽ phân tích, sẵn đó là mình cũng đi tham khảo một vài cái hãng xe để coi cho bà con coi cho nó vui, vui một cái ngày mới. Nó có nhiều cái vấn đề lắm các bạn. Thứ nhất là chiếc xe đó nó không có đánh giá được con người. Thường thì những cái nước nghèo đó thì họ mới quan trọng về cái vẻ bề ngoài. Chứ những cái nước mà thật sự mà rất là giàu có đó thì cái vẻ bề ngoài nó không quan trọng, quan trọng là trong túi mình có tiền hay là không, chứ không phải là cái bề ngoài quan trọng. Ví dụ như bạn đi chiếc xe xịn mà trong túi bạn không có tiền, hoặc là bạn phải nai lưng ra bạn làm việc để bạn trả những cái doanh thu hàng tháng, những cái vấn đề về chi trả đó, những cái payment đó, tức là phải phải trả. Tại vì xe bên đây thường thường ít ai mà mua mà trả là một lần liền lắm, họ trả payment theo thí dụ như 3 năm hoặc là 5 năm, tùy theo cái khả năng của mình. Thì thường thường thì những người nào mà có tiền chút xíu thì họ trả chừng 3 năm là dứt chiếc xe rồi, chứ không có ai mà lấy tiền mặt ra đóng tiền mà mua chiếc xe trả hết một lần giống như ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì thường thường là những người mà có tiền đó, thì họ mua xe thì họ trả hết lần luôn, cho nên cho nó tiện khỏi mất công thiếu nợ. Nhưng mà hiện Mỹ thì họ không làm điều đó, bởi vì họ cần cái tín dụng tốt. Tại vì ở đây ai cũng xài bằng credit card, tức là sẽ thẻ tín dụng hết á. Mà nếu như mà bạn mua xe mà bạn trả payment hàng tháng đó, mà bạn trả đều 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 đặn mỗi tháng, tháng nào cũng trả đúng đúng hẹn, đúng giờ, đúng kỳ, đúng số tiền, thì cái tín dụng của bạn rất là tốt. Và sau này bạn dùng tín dụng tốt đó để bạn mua những cái bất động sản lớn hơn, ví dụ như mua nhà, mua cửa, mua này mua nọ lớn hơn, thì bên cho nên người ta cần có một cái tín dụng tốt. Vì vậy cho nên là đó là lý do mà tại sao người ta lại không có bỏ tiền ra một lần để mua xe đó. Thì mình nói tới cái vấn đề đó, thì cái Quốc Võ đang nói về cái việc mà cái chiếc xe nó không có đánh giá được cái vẻ bề ngoài là thành đạt các bạn. Chỉ có những một số ít những cái dân của mà những cái nước Đông Nam Á, hoặc là cụ thể là một số người của Việt Nam mình lại thích là khoe khoang, cho nên là họ họ bỏ tiền ra, họ họ nai lưng ra, họ bỏ tiền ra để họ mua một chiếc xe xịn rồi phải trả payment hàng tháng rất là đắt đỏ. Chứ cái người Mỹ mà thật sự mà họ sống ở đây từ 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 cái thời mà ông bà tổ tiên ngày xưa đó, thì họ sống cho đến nay thì họ không quan trọng lắm về chiếc xe. Lại lát nữa Quốc Võ sẽ phân tích cho các bạn biết là họ quan trọng về vấn đề gì. Chứ còn chiếc xe về bề ngoài, một chiếc nhẫn hột xoàng, một chiếc xe, một cái quần áo xịn, một cái quần áo hiệu, một cái gì đó, một cái kiếng mát, một cái đôi giày hiệu, thì nó không có đánh giá được cái vẻ bề ngoài là giàu có hay hay là không. Các bạn có thấy là cái ông tỷ phú nào mà ổng đi xe xe xịn đâu, ổng khoe khoang đâu, ổng rất là bình thường. Thí dụ như ông Bill Gates, mấy cái người mà tỷ phú này nọ rồi đó, mà ở trên đất Mỹ đó, không, tỷ phú của ông Amazon, rồi ông tỷ phú của Facebook, hoặc là những cái tỷ phú khác, không có ai mà khoe khoang mà đồ hiệu xe xịn hết á. Mà thật ra họ càng giàu chừng nào đó thì họ càng giấu kín chừng đấy các bạn, họ không có muốn khoe khoang, bởi vì mà khoe khoang ra dễ bị ăn cướp cho làm gì, phải không ạ? Đó, thì cái chiếc xe nó không có đánh giá được cái vẻ bề ngoài. Thứ hai nữa là chiếc xe nó chỉ là một cái phương tiện thôi, quan trọng là mình cực kiếm một chiếc xe nó bền và nó tốt, chứ không phải cần mua xe siêu xe
mới là tốt. Chưa hẳn là một chiếc siêu xe mà nó tốt hơn một chiếc xe thường các bạn. Ví dụ như các bạn mua một chiếc Lamborghini, hoặc là cùng lắm các bạn mua chiếc Mercedes hoặc là BMW đi mà xịn đi, chưa chắc gì nó tốt bằng bạn chạy một chiếc Toyota hay là Honda mà bạn chạy chiếc xe mới. Chiếc xe Honda hoặc Toyota nó rẻ tiền nhưng mà nó cũng chạy bền lắm các bạn, nó chạy mấy trăm ngàn mai rất là bền đó. Cho nên là họ cần một cái phương tiện, tại giờ tại chiếc xe là cái phương tiện họ để họ đi làm, đi tới chỗ này chỗ nọ, đi làm, đi buôn, đi bán, vận chuyển hàng hóa, chứ không phải là cần phải đua đòi phải xe xua chiếc xe ra. Cho nên họ cần một chiếc xe tốt là cái quan trọng. Thứ hai nữa, nếu như mà bạn mua một chiếc siêu xe đó thì cái vấn đề về duy trì và bảo dưỡng các bạn đó bắt tiền vô cùng luôn. Ví dụ như là 5.000 mai là các bạn làm một cái vấn đề về maintenance, tức là phải bảo dưỡng 5.000 mai, rồi 10.000 mai, rồi 20.000 mai, rồi 30.000 mai, nó có mỗi cái giai đoạn của nó có mỗi cái vấn đề về bảo dưỡng. Và khi mà bạn chạy chiếc xe xịn á là bạn không có dám đưa vô những cái tiệm sửa xe mà bảo dưỡng mà bảo trì mà thông thường, bạn phải đưa vô hãng. Ví dụ như bạn mua xe BMW hoặc là bạn mua xe Mercedes thì bạn phải đưa vô cái hãng BMW hoặc Mercedes để bảo dưỡng, chứ bạn không có dám đưa chiếc xe xịn của mình ra vô một cái chỗ nào đó mà không có tên tuổi, một cái tiệm sửa xe, một cái dealer, một cái chỗ mà tiệm nào đó mà nó thông thường thì mình không dám đưa vô, mình sợ nó phá hư xe mình sao, mình đâu biết đâu, không ạ. Cho nên là đó là lý do mà tại sao bạn phải đưa vô cái vấn đề đưa vô hãng để bảo dưỡng. Và khi bạn đưa vô hãng bảo dưỡng đó, wow, cái tiền mà bảo trì của nó mắc lắm các bạn ơi. Những chiếc siêu xe hoặc là phải thay một cái phụ tùng, một cái thoát nào đó ở trong cái xe của bạn, thay một cái gì, thay một cái bốn cái vỏ, thay một cái timing belt, thay một cái filter để máy lạnh hoặc là vân vân, mắc vô cùng. Đồ càng xịn nhưng mà càng mắc như mấy. Bạn có đáp ứng nổi cái vấn đề đó không? Hay là mình để cái số tiền đó để mình làm chuyện khác nó sướng hơn là mình phải là phải không ạ? Cho nên chỉ có những người nào mà thật sự mà giàu thiệt giàu, có tiền thoải mái, hàng tháng bạn lấy tiền vô, mình là chủ một cái business, tiền vô ào ào thì ok, bạn mua chiếc siêu xe, cái chuyện đó bình thường, mình không nói. Nếu như mà bạn là một công nhân viên nhà nước, một công nhân viên bình thường, một cái công ty, ở một xí nghiệp, hoặc là một cái người làm công bình thường, vậy bạn nghĩ bạn có cần phải mua chiếc siêu xe để bạn phải nai lưng ra bạn làm mà bạn không dám ăn, phải không? Ở trong cái chân có toàn là mì gói không, bạn không dám ăn để cái tiền đó để phải duy trì, phải bảo dưỡng, phải bảo hành và phải trả tiền bên mình hàng tháng cho chiếc xe xịn của bạn hay không đó. Ở cái người Mỹ mà thật sự là những người Mỹ đó, mà họ sống lâu năm và họ có tiền đó, thì họ đầu tư cái tiền của mình vô trong con cái là một nè, cái đầu tư vô cái tiền cho mình cho bất động sản là hai nè, đầu tư cái tiền của mình vô trong những cái vấn đề về giải trí nè. Ví dụ như là đi du lịch chơi, họ khoái đi du lịch, một bộ năm họ đi một hoặc hai lần và họ đi du lịch, họ đi xa và họ sẽ tốn rất là nhiều tiền để cho cái vấn đề du lịch này. Nếu vậy thì cái vấn đề về du lịch họ sẽ tính như thế nào? Ví dụ như bây giờ cái một năm như vậy, cái mức lương của họ trung bình là 50.000 đô la đi, không? Thì cái chi phí của vấn đề về du lịch của họ đó, họ phải bỏ ra ít nhất cũng phải là 20% trên cái số tiền 50.000 đô la đó để họ cho những cái nhu cầu giải trí cá nhân của mình và gia đình của mình. Họ dành cái số tiền đó ra để họ dẫn con cái, vợ chồng con cái đi du lịch chơi nước này nước nọ, hoặc là những chỗ mà danh lam thắng cảnh ở tại Mỹ cũng có rất là nhiều danh lam thắng cảnh, và họ đi du lịch, cái nhu cầu về giải trí họ rất là cao. Họ đi Las Vegas, có người thì đi Las Vegas để đánh bài, để kéo máy, để coi show. Nói chung là họ phải đi du lịch, là cái người Mỹ họ rất là thích du lịch, trong khi người Việt Nam chúng ta đó nó cũng là có người thích du lịch nhưng mà có người khoái sắm sửa hơn, có người là ráng để dành tiền làm ra tháng này bao nhiêu để dành tiền ra gom lại mua cái vỏ sách mấy ngàn đô la chơi, hoặc là kiếm chiếc xe xịn mua xong rồi phải trả tiền này nọ. Cho nên là mỗi cái lối sống của mỗi nước, mỗi cái cách sống của mỗi người nó khác nhau, mà cho nên là cái phong tục tập quán của mỗi nước nó khác nhau.
đó là lý do tại sao mà những người Việt Nam mà họ mới qua Mỹ đó thì họ lại cảm thấy họ hơi hụt hẫng, họ hơi hơi không được nó bị conflict với, tức là nó hơi đối lập với những cuộc sống của những người đã sống ở đây lâu. Nên thì nó là như vậy. Mình cảm thấy ở Việt Nam thì sống nó thoải mái hơn. Ví dụ như các bạn là cảm thấy là các bạn ăn thức dậy cái là đi ăn sáng cà phê rồi đi làm xong trưa về nhà ăn cơm xong lại tiếp tục đi làm xong chiều về đi nhậu chẳng hạn, vậy rất là thoải mái không ạ? Trong khi ở qua Mỹ thì mọi người đi làm đầu tắt là tối, làm nhiều job rồi chỉ có nghỉ được ngày cuối tuần là cũng là đi lo mấy cái việc nhà cửa giặt giũ, rồi thường thường thì rồi tới giữa năm hoặc là những dịp hè hoặc là dịp Tết gì đó thì mới được đi du lịch chơi. Còn trong khi thì ở Việt Nam thì thoải mái hơn, có thể là các bạn có thể là cà phê cà pháo rồi ngày nào cũng có thể có được. Thì mỗi cái nước nó khác nhau, nó có cuộc sống khác nhau. Nhưng mà nếu mà bắt các bạn qua Mỹ thì các bạn sẽ cảm thấy rằng là đây là một cái nơi mà để cho chúng ta làm việc, để cho chúng ta thỏa sức đam mê để làm việc, và chúng ta tận dụng vào khả năng sẵn có của mình để chúng ta kiếm tiền. Đó là một cái nơi nó là một chiến trường mà. Đó là như vậy. Thì Quốc Võ đang nói về cái vấn đề về cái cách làm sao để mình tiêu tiền cho đúng vào những chiếc xe của mình. Quốc Võ là một người cũng rất là mê xe các bạn. Ở nhà là cũng nhiều xe lắm, mô tô rồi xe hơi, xe này xe nọ đủ thứ. Mình rất là mê xe, bởi vậy cho nên là mình thì thuộc cái giới là coi như là vừa vừa thôi, tức là cũng khoái chơi xe, khoái chơi này chơi đó, những trò chơi cảm giác mạnh vân vân, và đi làm ra cũng để dành tiền, cũng để sắm sửa cái này sắm sửa cái kia đó. Mình ngồi đây để mình phân tích ra những cái nào, cái mặt trái mặt phải, những cái phong tục tập quán của mỗi nước, mỗi người, mỗi vùng miền nó khác nhau. Thì đó là tại vì hồi sáng nó phải đọc một cái bài báo. Thì cái bài báo này nói về là tại sao những người Mỹ ở đây, những người Mỹ mà chính gốc ở bên Mỹ này nha, Mỹ mà lâu năm á, thì họ lại không thích sắm những chiếc siêu xe, họ chỉ đi xe bình thường thôi. Tại vì lý do gì? Đó là những bài báo nó nói như vậy. Thì Quốc Võ cũng sống ở đây cũng được cũng gần 200 năm rồi, cho nên Quốc Võ mình phân tích lại thêm một số những cái chi tiết để cho các bạn biết là tại sao, vì cái lý do gì mà họ lại như vậy. Đây cũng là một cái vấn đề về cuộc sống Mỹ mà mọi người cũng nên biết trước khi các bạn có ý định qua Mỹ để định cư, để mình biết và mình có những kế hoạch tài chính của mình cho nó đúng đắn, phải không? Mình sắp tới mình sẽ làm cái gì và mình sẽ tiết kiệm số tiền đó như thế nào, kế hoạch tài chính ra sao ở trong những cái năm tới, để cho nó có một cái sự chuẩn bị trước, đúng không ạ? Hôm nay Quốc Võ cũng muốn đi vô một vài cái dealer xe. Dealer tức là một cái chỗ để bán xe mà lớn lắm. Nó rất là nhiều cái dealer khác nhau của những hãng xe khác nhau. Ví dụ như là Toyota, Honda, Mercedes, BMW, Lexus, hoặc là những chiếc xe của Hàn Quốc như là Hyundai rồi này nọ. Mà ở cái người Việt Nam chúng ta thấy là lại không có khoái chạy xe mấy cái hãng xe của Hàn Quốc. Đó. Thường thường thì người Việt Nam chúng ta lại là đa số là cứ khoái là Lexus, Mercedes thôi, với lại BMW thôi. Rồi thỉnh thoảng những người nào mà có thu nhập thấp hơn chút á thì họ lại chạy mấy chiếc Honda hoặc Toyota. Thì mỗi cái hãng xe như vậy nó có một chiếc xe xịn và một chiếc xe thường. Ví dụ như cái hãng mà Toyota đi thì nó có một chiếc xe xịn nó gọi là Lexus, còn cái chiếc xe thường nó gọi là Toyota. Đó, thì tùy theo bạn muốn mua cái loại xe nào, tùy theo giá tiền của mình. Hãng Honda thì nó có chiếc Honda là chiếc xe thường, hoặc là cái chiếc xe mà Acura là chiếc xe xịn, chẳng hạn vậy. Chiếc xe xịn thì nó mắc tiền hơn khoảng chừng 15-20 ngàn vậy đó. Tùy theo mỗi cái đời khác nhau, mỗi cái model của nó. Đó thì nó có nhiều loại xe khác nhau lắm, và nó hàng hà sa số trong mỗi cái dealer như vậy, nó để hàng trăm hàng ngàn chiếc, nó nhiều lắm, rất là rộng luôn, và các bạn có thể lựa thoải mái, thậm chí các bạn có thể lựa những chiếc xe cũ cũng được luôn. Mình nếu mình không có khả năng nhiều thì mình mua xe cũ, hoặc là các bạn có sẵn một chiếc xe cũ, các bạn muốn vô các bạn trade in tức là đổi trao đổi và bù tiền. Chẳng hạn bây giờ chắc các bạn chạy một chiếc xe Toyota
năm nay là năm 2020, các bạn chạy chiếc xe năm 2015 đi, tức là chạy được 5 năm rồi. Thì bạn đem cái xe cũ của bạn vô và bạn trade in cho nó để bạn đổi chiếc xe mới năm 2020 ra. Rồi bạn bù tiền cho đó. Nhưng mà thường thường á, các bạn nên mua xe vào những cái đợt mà nó cuối năm á, để họ clear những chiếc xe cũ ra và họ bỏ chiếc xe đời mới vô. Ví dụ như bây giờ là năm nay là năm 2020, thì bạn chờ cho tới gần cuối năm đi, rồi họ sẽ có những chiếc xe của năm 2021 á, vô đó, đời mới đó, thì họ sẽ bán ra, bán hết những chiếc xe mà 2020 ra, để chi, để họ có những cái sân bãi còn trống để họ đưa xe 2021 vô. Thì thời điểm đó là thời điểm họ bán xe 2020 rất rẻ các bạn, tại vì họ phải bán cho hết để chi, để họ đưa xe mới vô mà. Bởi vậy cho nên cái thời điểm mà gần cuối năm là cái thời điểm đó là mua xe là rẻ nhất, và bạn đừng có ham mua xe đời 2021. Bạn mua, nếu mà bạn có tiền thì mình không nói, nhưng mà nếu mà cái số tiền của bạn bị hạn chế thì bạn nên chờ cho tới khi gần cuối năm để bạn mua những chiếc xe của cái năm vừa rồi. Dĩ nhiên nó là mới 100%, nó là brand new, mới tinh 100%, nhưng cái giá nó sẽ bớt xuống rất là nhiều. Chứ nếu nhưng vào những cái thời điểm mà giữa năm giống như vậy mà bạn mua xe thì cái thời gian này là thời gian giá nó cũng hơi hơi khá cao. Cứ chờ chờ cho tới khi mà gần cuối năm những cái xe cũ nó clear ra hết, thì lúc đó là cái thời điểm để mình mua xe là tốt nhất. Và cái tiền mà interest, tức là cái tiền mà tiền lời, cái tiền lời nó sẽ giảm xuống đôi khi còn 0% thôi, hoặc là 1% thôi. Tức là bạn mua xe, bạn payment hàng tháng đúng không, payment 3 năm hoặc là 5 năm để lấy cái tín dụng đó, thì ví dụ như cái xe là 20.000 đi, thì nó sẽ chia ra mỗi tháng bạn sẽ trả bao nhiêu, với một cái mức lời chỉ có 1% hoặc là 0% luôn các bạn, hoặc là 1%, thì mỗi tháng bạn chia ra đều ra cho mỗi tháng trong vòng 5 3 năm hoặc 5 năm đó, một tháng mình bạn trả bao nhiêu đó. Thì cái tiền mà increase đó, tức là đó, nó nhiều cái hãng xe nên nó có những cái đợt khuyến mãi cho mình nó rất là tốt luôn. Tức là đôi khi hả 0% hoặc là đôi khi rất là 1% thôi, rất là rẻ cho nha. Đó. Cho nên là rất là rẻ. Bởi vậy cho nên là đó là cái thời điểm mà gần cuối năm là nó clear xe ra, cho nên nó down cái interest xuống. Và cái giá nó cũng down xuống luôn, làm cho rất là rẻ. Thì nó có nhiều cái khía cạnh và để mà mình mua xe. Ở trong đó nó cũng có bán những xe cũ luôn. Ngoài xe mới brand new ra, nó còn có những xe cũ mà người ta trade in vô đó các bạn. Ví dụ như những người nào mà họ muốn đổi xe đó thì họ đưa xe cũ vô để họ mua xe mới đó, thì những xe cũ đó nó tốt, nó tân trang lại, mới mới chút đỉnh, nó đánh bóng lại hết, hoặc là thậm chí nó thay vỏ, thay đồ lại hết cho mình. Xong rồi họ sẽ bán ra cho mình, họ sẽ bán ra mình với một cái giá vừa phải để mình có thể đủ tiền để mình mua được những chiếc xe xe đó, thì nó cũng rất là tốt đó. Để cho mình có thể là tùy theo số tiền của những học sinh du học đi, mà mới qua đây mà không có tiền để mua xe mới đó, thì họ có thể mua những chiếc xe used, tức là xe cũ đó, xài rồi đó. Miễn sao đừng có cũ quá thôi, chạy khoảng chừng 30-40 ngàn mai là ok rồi, thấy không? Thường thường những chiếc xe mà 100 ngàn mai trở lên thì nó mới cần phải thay những cái timing belt. Cái timing belt là cái cọng dây corolla mà nó quấn những cái trục mà ở trong máy á đó. Đó thì 100 ngàn mai trở lên thì mới cần phải thay cái timing belt đó. Còn nếu mà bình thường thì bạn chỉ thay vỏ thôi, phải không? Còn máy móc thì nó cũng ok, trước khi họ bán cho mình thì họ cũng check lại kỹ hết rồi. Cho nên là mình cũng có thể là mình an tâm để mình sử dụng một chiếc xe mua trong dealer. Tại vì khi mình mua trong dealer thì họ có bảo hành cho mình, bảo hành 1 năm hoặc là như thế nào đó, bao nhiêu ngàn mai thì nó bảo hành cho mình đó. Còn nếu như bạn mua xe mà từ một người ngoài nào đó, các bạn bạn coi ở trên những cái Craigslist hoặc là những cái website nào đó mà bán xe, thì bạn phải có người đi theo, người nào am hiểu về xe đi theo giúp bạn. Chứ nếu không thì mình sẽ mua những cái xe lầm, xe bị đụng hoặc là xe bị hư máy hay đồ đó mà nó chảy nhớt hay là gì đó mà mình không biết đó, mình mua thì bị lầm. Cho nên tốt nhất là mình phải có một cái người đi theo để coi giùm cho mình, hoặc nếu không thì bạn vô trong dealer bạn mua để cho nó có bảo hành cho mình đó. Thì rất là nhiều cái vấn đề khi mà mua một chiếc xe, bởi vì chiếc xe là cái phương tiện mình đi. Nếu như các bạn không có xe thì các bạn giống như là bị không có đôi chân rồi. Bên Mỹ này phải có, mỗi người phải có một chiếc xe các bạn. Và hầu như là
cái lượng xe tại Mỹ này nó còn nhiều hơn cái dân số Mỹ nữa các bạn. Tại vì bên Mỹ này á, tức là từ 16 tuổi trở lên là các bạn có quyền lái xe, phải không? 16 tuổi thì phải có cha mẹ bảo kê cho mình, còn 18 tuổi trở lên thì các bạn có quyền sở hữu xe và lái xe rồi. Thì một người có ít nhất là một chiếc xe, một người nha, có ít nhất là một chiếc xe, có người có hai ba chiếc là chuyện bình thường, có những người giàu họ có mười mấy hai chục chiếc là chuyện bình thường. Cho nên là cái số lượng người dân sở hữu Mỹ này nè, nó còn ít hơn cái lượng xe đang lưu hành ở trên đường nữa các bạn. Và các bạn biết là coi như là cái lượng xăng mà đổ mỗi ngày như vậy á, nó rất là nhiều luôn, hàng triệu lít mỗi ngày, nhiều lắm đó. Cho nên mình cũng không 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 biết được là chính xác là bao nhiêu, nhưng mà hàng triệu lít mỗi ngày. Và cái thuế lưu hành trên đường mỗi năm như vậy đó, hoặc là những cái tiền mà bảo hiểm xe những tiền này mình phải trả khá nhiều, và những cái công ty bảo hiểm mà họ lấy tiền của mình đó, từ những cái việc mà tại giờ tất cả các bạn chạy xe trên đường là phải mua bảo hiểm xe hết, nếu mà các bạn không mua bảo hiểm xe mà có chuyện gì đó, là mình bị phạt rất là nặng. Cho nên tất cả mọi chiếc xe đều phải được mua bảo hiểm đó, và nó có rất là nhiều cái bảo hiểm, hãng bảo hiểm đang bán cho chúng ta đó, và chúng ta phải trả trả tiền bảo hiểm mỗi là 6 tháng hoặc là mỗi 1 năm tùy theo mình, hoặc là các bạn họ sẽ rút tiền ra mỗi tháng trong nhà băng của mình đó, tùy theo cái cách bảo hiểm, cách mình trả tiền. Bởi vậy cho nên là cái hãng bảo hiểm họ lấy cái tiền của mình rất là nhiều. Ví dụ Quốc Võ chạy ở đây là gần 20 năm đây, lái xe đây là mỗi năm năm như vậy họ lấy tiền của mình bao nhiêu ngàn đô đó, lấy rất là nhiều. Mà khi mình có tai nạn xảy ra, mình bị đụng xe, mà nếu như mà người ta đụng mình thì người ta sẽ đền cho mình không nói, nhưng mà nếu như mình đụng người ta, đúng không ạ, mình đụng người ta là bảo hiểm họ sẽ trả cho mình, nhưng mà họ sẽ tăng tiền bảo hiểm lên trong vòng 3 năm, rồi sau đó họ sẽ giảm bảo hiểm xuống xuống lại giống như cũ đó. Chứ họ không có lấy cái tiền mà mình đóng, họ không có lấy tiền mình đóng mà lâu lâu nay mà mình trả cho họ đâu, mà họ trả cho mình trước xong rồi họ là tăng bảo hiểm của mình lên gấp đôi lên đó. Nói chung là nó rất là phức tạp. Mà Quốc Võ đã bị cái này rồi, bữa nào kể cho các bạn nghe cái vấn đề về này đó. Thì đó là một cái vài cái vấn đề về xe. Bây giờ Quốc Võ sẽ đi vào trong mấy cái hãng xe mình cho các bạn coi một vài cái hãng xe ở đây để cho biết thế nào là những cái dealer xe lớn ở đây như thế nào nha. Ok, bắt đầu đi nha. Thì hôm nay là Quốc Võ đi với một cô bạn là cũng tính tìm một chiếc xe Honda đó. Thì đây là một nữ giáo viên của trường trung học tại Mỹ tên là Huyền Vi. Thì hôm nay là Quốc Võ và cô bạn gái này thì sẽ đi vào trong một cái hãng xe này để review một vài cái chiếc xe. Em thích cái loại thường không hay là loại cao hay là sao? Cao cao một chút xíu để cho nó thoải mái một chút. Ừ, tức là ý nói em có cần ghế da không? Cần ghế da không? Nếu đây là anh giải thích nha, nó có ba loại này. Đây, tức là cái loại này là loại thấp nhất. Thì cái máy bây giờ cái máy nó giống nhau hết, nó chỉ khác cái feature nó khác nhau thôi. Này nó xài cái chìa khóa thường. Rồi kế tới nữa là cái ES là cái này thì nó có sunroof nè, nó có hệ thống keyless entry. Nếu mà trường hợp mà mình đi vô tự động nó mở, đi ra tự động đóng, chìa khóa trong túi trong bóp đó, nó tiện là bạn gái mà nếu có con nhỏ đó thì nó tiện như vậy. Đây nó mở mở nó coi đi. Cái ghế nó có ghế tự động nha, ghế nó có ghế tự động. À, cái loại đề thường ha, loại ghế thường. mình xài mẻ nhiều lên còn cái touch screen đó, cái màn ảnh máy cấp camera đó đó thì là nhỏ, ngó về bên trước này kìa, thấy nó rộng nó bình thường. Thấy không, thì cái này nó giống như cái iPhone iPad của mình đó, touch screen như vậy. Wow, touch screen đúng không? Và nó có thể đóng Apple CarPlay, Android, nó mình xài đi đâu mà sẽ Đây là một chiếc Honda một loại thường thôi các bạn, loại này loại thường thôi. Thì cái người mà seller bán họ đang giới thiệu xe, họ đang giới thiệu cho mọi người coi cái đây là chiếc xe mới tinh nhưng mà loại loại thường. Nó giống nhau hết, nhìn ở ngoài thì nó giống nhau hết, không khác cái gì hết.
em không phân biệt được thế nào thế nào đấy, nhưng mà khi mà anh nhìn thấy cái nhất cái này nó chỉ hơi khác nhau. Nếu anh nhìn cái này nó có không có sunroof hay là nó có sunroof, thì em sẽ thấy là cái sự khác biệt của hai cái. Như vậy là giá cả nó cũng khác biệt nhau nhiều không anh? Đúng rồi, khác biệt nhau là khoảng 2.000 đồng. Ồ, có 2.000 thôi hả? Dạ. Cái này em coi, cái này nó là 26.500, cái kia 28.500, khoảng 2.500. Khoảng 2.000. Em coi cái giá bên kia nó 28.600 mấy. Đây là 28.680 đồng. Cái này ấy, thì em có thể để máy từ trong nhà cũng được. Ví dụ như trời nóng rồi, tới sáng tới, hai tháng tới nó cả trăm, hơn 100 độ. Em có con nhỏ chẳng hạn, thì em để máy hít này, hít try, cái chìa khóa nha, để hít này. Hai cái, một, hai, em giữ cái circle này 3 giây, 1, 2, 3, nó nổ. Là nó hít cho mình luôn, nó e cho mình luôn ha. Đúng rồi, khi nó nổ như vậy đó, thì nó kêu là theo lam, mình cơ đó, thì nếu mà nóng quá, máy lạnh nó lên cho mình. Em vô trong xe nó tự động 72 độ. Dạ. Nếu mà trời ngoài lạnh quá thì máy sẽ ấm nó lên. Tự động. Cũng còn 72 độ. Vô trong thì người nhà mình con nhất là con nhất nó rất là thoải mái. Dạ. Nếu mà trường hợp em đổi ý không đi nữa đó, em nói ồ thôi để lúc khác đi, em giữ này, thôi còn 3 giây ấn cho tắt. Thì đàn bà, anh gái, đàn ông, anh trai, anh là bọn khó kịch là cũng dễ, mà đàn bà, anh gái nhiều khi mà hai jean á, còn jean nó chật rồi đầm nó không có túi hết, thì để trong bóp này có con cái nhiều sữa juice diaper á, tã cũng đúng, thì em cứ bỏ vô, bỏ trong bóp đó, trong đàn ông trai đàn ông cho bọn túi nó đi tới là tự động nó mở. Ok, em đi ra anh đụng cái nút này tự động nóng, nói chung là rất là tiện nghi, mình không phải ồ cái bóp bự cái mình nó ồ chìa khóa đâu. Dạ, yeah, càng ngày càng càng biến đổi. Chiếc xe này rất là hiện đại các bạn, mà cái giá cũng rất là phải chăng, chỉ có 20 mấy ngàn, 28.000 mấy. Trong bây giờ tụi em muốn chạy thử cho biết cái xe. Cái màn hình của nó là touchscreen luôn, chứ không phải là màn hình thường nữa mà touchscreen luôn. À, anh muốn đi chạy thử không? Hả? Anh muốn chạy thử không? Thôi được rồi, chắc mình không cần phải chạy thử đâu. Mình coi cái chức năng của nó và là cái giá cả luôn, đều mình tính. Đây là cái showroom để những chiếc xe xịn hơn chút. Ồ, chiếc xe này nhìn đẹp em. Đây xe gì đây? Chiếc xe này giá 37.255. Tại vì nó là dạng touring á. Là trong những cái loại xe ở đây là có 5 dạng, từ loại thấp nhất cho đến loại cao nhất. Loại thấp nhất hồi nãy mình coi là nó không có tự động, không có vô xe phải bấm chìa khóa này nọ đó. Còn cao nhất là cái touring. Touring Civic mà cũng mắc dữ ha. Cái này giống xe đua rồi ha. Đó. Rồi, bây giờ Quốc Võ sẽ đi cho các bạn coi cái hãng xe khác. Hãng xe xịn hơn. Gọi là Lexus. Cho mọi người biết là xe nào rồi giá cả hiện tại bây giờ nhiêu. Cái ông mà seller hồi nãy ông nói là ông sẽ có thể là discount giá cho mình rất là nhiều, bởi vì mình là người Việt Nam cho nên ông cũng muốn build cái cộng đồng của mình lên. Đây các bạn thấy không, đây là đại bản doanh của xe Lexus. Rất là nhiều loại xe Lexus.
xe rồi, muốn mua xe rồi. Cái màu xanh đen này đẹp. Không phải chiếc này hả? Em thích cái màu á. À. Nó màu đen nhưng mà khi mà có ánh sáng thì nó màu xanh, mình nhìn thấy nó màu xanh. Cho các bạn coi giá cả nhiêu nè. Đây không có để giá. Bên phía bên kia. Bên đây. Chiếc này chắc năm mấy ngàn đó. Ừ. Em nghĩ vậy. Anh nói đúng không? 54.995. Sí. Wow. Tiếng này cái màu chắc nó gọi là Midnight Blue. Ừ. Đó, Lexus là nó giá khác liền ha. Hi, I'm looking for the car for my friend. Are you looking for a new one or used one? Both. Yeah, just undecided. So okay. We're just kind of browsing and see okay. What we like. No problem. I'll let you guys look around. If you have any questions, let me know. Okay. Okay. I'm just take a look at first. Okay, yeah. Yeah. Please. Thank you. Yeah. Yeah. You're welcome. Đây là xe xài rồi. Xe Lexus nếu mà mình để ý đa số là nó màu xám, màu trắng, đúng màu rồi. Đen, mấy cái màu nhạt nhạt thôi. Xài rồi là 2017 nè mà 35.700. Wow, dữ ha. 2017 nè 36.800. 2015 31.700. Đấy bao nhiêu năm, tức là 5 tuổi rồi đó. Mới cái 5 tuổi mà. Nếu mà 5 tuổi mà còn giữ cái này 2013 mà tới 18.000 mấy nè. Thấy không? Cái bây giờ mấy bạn thấy không? Bây giờ mua chiếc xe xịn chi bây giờ hả? Mình qua mình mua chiếc xe kia mà mình đời mình ha. Đời mới. Tuy là nó không có phải là brand name nó dữ dằn nhưng mà nó bền hơn, nó mới tanh luôn. Rồi bây giờ em muốn tới để em gặp sao lời em trả giá rồi em lấy xe luôn không? Chiếc này là 22.000. 22.600. 22.600. 2017. See where I like it. Did you find anything you like? Still trying to decide, but just some general questions like, what's the best time to buy a car? Today. Today. Any day. Here's the thing. That you're probably among a lot of people that are skeptical by buying a vehicle. When's the best time to buy a vehicle? Right. And what about the new cars? The new cars, I'm as a salesperson, I'm only allowed to discount 500. Any additional discount has to become for management. But in order for us to do that, we need to go inside, fill some paperwork out, and submit the offer. But once again, I mean, we're going back to finding the right vehicle. So, do you know what you want? Do you want an SUV? Do you want a sedan? Do you want a two-door? Do you want a four-door? I have the an X right now. Okay. Yeah. So yeah. Well, honestly, I haven't decided. No, I don't know if I want to go bigger, smaller. Or stay same. Oh, stay same, right? Yeah. Well, I mean, I can't help you with that. Mm-hmm. I can help you when you have decided what you want. Yeah. Right. Makes sense. How about can trading the used car, the old car? You can trade in anything. You can trade in anything at any time. You guys just look at the Kelley Blue Book price and go with the, that. Yeah, the trade-in value. KBB, whatever that is. Whatever the trade-in value. There's a few different values, so you gotta make sure you look at the trade-in value. Hãng này nhìn phía trước cũng khang trang quá ha, nhưng mà xe thì cỡ đời thì ít hơn những cái hãng khác. Còn vòng vòng xe thì đời này 19.900 mấy chục, đời 2017 mà sao mắc vậy? Toyota Camry LE. Cái này là bán xe cũ, phải không?
toàn bộ là xe cũ hết. Xe mới hình như chắc bên kia quá ha, bên kia kìa. Cái này là xe cũ các bạn, tất cả là xe cũ. Bây giờ mình qua cái chỗ xe mới, nó nhiều giá lắm, 2016, 13.000 mấy nè. Nếu mà bỏ ra 13.000 mấy mua chiếc xe mà 2016 xe cũ mà Toyota thì hơi phí tiền, không đáng. Ồ bên kia quá trời bên kia kìa. Cho tôi xin một nụ cười ban mai như ánh mặt trời sưởi ấm ngày dài. Cho tôi xin một lời chào nắng mới tan cơn muộn phiền quên hết lẻ loi. Cho tôi xin đoạn đường dài phía trước, cho tôi xin cùng bạn bè tiến bước qua bao năm miệt mài xa xôi. Tình thân bạn bè vẫn luôn rạng ngời. Này bạn thân ơi, xin tạ ơn người, tạ ơn đời cho tôi những tình thân. Tạ ơn người bên tôi không ngại ngần, những buồn phiền quá nhanh rồi tan biến. Này bạn thân ơi, xin tạ ơn người, tạ ơn đời cho tôi tháng ngày qua. Tạ ơn người bên tôi trong cuộc đời, bao kỷ niệm mãi mãi không phai nhòa. Cho tôi xin một bài ca dao như những ngọt ngào tình bạn năm nào. Cho tôi xin một ngày yên vui gầm gập tiếng cười trên những bờ môi. Cho tôi xin một tình bạn vĩnh viễn, cho tôi xin một ngày dài vô biên đem yêu thương vào ngày nắng mới, tri ân một đời xóa tan yêu phiền. Này bạn thân ơi, xin tạ ơn người, tạ ơn đời cho tôi những tình thân. Tạ ơn người bên tôi không ngại ngần, những buồn phiền quá nhanh rồi tan biến. Này bạn thân ơi, xin tạ ơn người, tạ ơn đời cho tôi tháng ngày qua. Tạ ơn người bên tôi trong cuộc đời, bao kỷ niệm mãi mãi không phai nhòa. Cho tôi xin một bài ca dao như những ngọt ngào tình bạn năm nào. Cho tôi xin một ngày yên vui gầm gập tiếng cười trên những bờ môi. Cho tôi xin một tình bạn vĩnh viễn, cho tôi xin một ngày dài vô biên đem yêu thương vào ngày nắng mới, tri ân một đời xóa tan yêu phiền. Cho tôi xin một tình bạn vĩnh viễn, cho tôi xin một ngày dài vô biên
đem yêu thương vào ngày nắng mới, tri ân một đời, xóa tan yêu phiền. Cuối cùng thì cũng không cái xe nào đẹp bằng xe này hết các bạn. Các bạn biết xe này xe quay không? Cuối cùng không có chiếc xe nào đẹp bằng xe này đâu. Đó, các bạn thấy Quốc Võ đã đi một vòng một vài cái dealer xe sơ lược thôi, để cho các bạn coi một vài cái quang cảnh. Hiện tại bây giờ thì nói chung trong cái mùa dịch này là hầu như không có ai đi mua xe cả các bạn. Cho nên nó vắng, rất là vắng, hầu như không ai đi mua cả. Đó, trên đây thì Quốc Võ tới để review một vài cái quang cảnh cái bãi xe để cho các bạn thấy được một vài, biết một vài cái giá cả của những chiếc xe. Thật ra thì ở trong mỗi cái hãng xe như vậy nó có những cái chiếc xe, nó nhiều loại xe khác nhau, thì mỗi loại xe nó có nhiều cái giá cả khác nhau. Có chiếc thì bình thường, có chiếc thì nó tân trang lên, upgrade lên những cái hệ thống hiện đại, rồi những cái chiếc xe đua thì là mắc tiền hơn nữa. Thì hy vọng rằng là cái clip này làm cho các bạn cảm thấy có nhiều thêm kiến thức về xe cộ, với lại cũng cảm thấy vui hơn trong một cái ngày bị cách ly thế này. Chúng ta có những cái clip mới để có những cái sự nhận định một cách khách quan. Đó là thì một lần nữa xin mến chúc cho tất cả mọi người khắp nơi gần xa luôn luôn dồi dào sức khỏe, luôn luôn an lành và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.